Lời đầu tiên thay mặt cho toàn thể các thành viên khóa học 1993, 1997 trường Trung học cơ sở Hoa Lộc xin gửi tới các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc trong niềm vui hội ngộ này. Chúng em xin kính chúc các thầy, các cô lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn luôn luôn thành công, may mắn. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay diễn ra thành công, tốt đẹp. Và để mở đầu cho chương trình buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường khóa học 1993-1997. Và xin được trân trọng kính mời với mở đầu tiết mục cho chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Áo trắng, ngày hai buổi đến trường trong chuỗi kỷ niệm đó, có hình ảnh người thầy tựa như người lái đò vững tay lái trên từng khúc sông của thời gian. Tiếp theo trình xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đi đầu, quý vị kính quý của các thầy, các cô, cùng các bạn học sinh của niên khóa 1993-1997. Chúng ta sẽ cùng trở về với nhạc phẩm Người Thầy sáng tác Nguyễn Nhất Huy với tiếng hát của Thanh Hà. Xin được trân trọng kính mời. Một người thầy đơn sơ.
xin được làm mây làm hoa hơn nga. Cảm ơn chân thành sâu sắc đến với công lao của các thầy các cô. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay sau 25 năm, chúng ta đã cùng được Hiếu Hội Tôn trở về với mái trường trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu. Đó như một giấc mơ mà ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Sau bao nhiêu sự vất vả, sự cố gắng của ban tổ chức, thì ngày hôm nay đã đưa được tất cả các quý anh chị cựu học sinh của niên khóa 1993-1997 cùng với tất cả các thầy cô thân yêu cùng trở về với trường trung học cơ sở Hoa Lộc. Và những lời ca tiếng hát sẽ tiếp tục được vang lên, gửi lời cảm ơn đến với toàn thể quý vị và đặc biệt là gửi lời tri ân đến với quý thầy cô của chúng ta ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng.
ngày hôm nay một sáng tác của nhạc sĩ Duy Khánh. Thank you.
sinh niên khóa 1993-1997. 25 năm là một khoảng thời gian trôi qua đi không nhanh cũng không chậm. Hôm nay tại ngôi trường này để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thầy cô giáo, những người lãnh đạo thầm lặng ngày ấy, ngày hôm nay tất cả những thành viên, những học sinh trong niên khóa 1993-1997 xin được một lần nữa gửi tới lời tri ân sâu sắc và cùng cảm ơn tất cả sự hiện diện trang trọng của quý vị đại biểu, quý vị quý và quý thầy cô trong ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, từ ngày rời xa mái trường trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu cho đến ngày hôm nay, thâm thất cũng đã 25 năm. Với những lo toan, những bộn bề của cuộc sống, chúng ta vẫn đau đáu về một mối lòng nhớ về trường xưa, nhớ về bản cũ, về những kỷ niệm của một thời áo trắng sân trường, sâu thẳm trong nỗi lòng mong muốn tìm về lại thuở trường xưa để cùng gặp lại bạn cũ và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thương yêu. Và thật diệu kỳ, mong muốn ấy ngày hôm nay với tất cả sự chung tay, sự nỗ lực của tất cả các bạn, đặc biệt là các anh chị trong ban tổ chức, thì ngày hôm nay một ngày đặc biệt, chương trình lễ kỷ niệm 25 năm ngày trở về của khóa học 1993-1997 đang được diễn ra tại mái trường trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu. Và về dự với chương trình buổi lễ ngày hôm nay, khoảnh khắc này chúng tôi xin được vinh danh và giới thiệu có sự hiện diện của đông đủ tất cả các quý vị khách quý, tất cả các quý thầy cô. Thầy Trần Hữu Vũ, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoa Lộc. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Phạm Cao Thương là nguyên phó hiệu trưởng của nhà trường. Vâng, xin được trân trọng kính mời và giới thiệu cô Trương Thị Hà là bộ môn toán của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đến từ cô Hoàng Thị Mỹ là giáo viên bộ môn toán ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được vinh danh và giới thiệu cô Trịnh Thị Thanh, giáo viên bộ môn văn của chúng ta. Xin được giới thiệu và đồng nhiệt chào đón cô Phạm Thị Huân là giáo viên bộ môn sinh. Xin được chào. Vâng, và giới thiệu trở về ngày hôm nay có sự hiện diện của cô Phạm Thị Đẹp, giáo viên bộ môn sinh. Xin được chào giới thiệu cô Nguyễn Thị Mơ là giáo viên của bộ môn văn. Vinh danh và giới thiệu cô Nguyễn Thị Loan, giáo viên bộ môn văn của chúng ta. Xin được chào giới thiệu cô Lê Thị Minh là giáo viên bộ môn sử. Vâng ạ, và sự hiện diện trở về của cô Vũ Thị Hiền, giáo viên bộ môn giáo dục công dân. Xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Mai là giáo viên bộ môn văn. Và giới thiệu trở về cô Đồng Thị Hằng là ở bộ môn thiết bị của chúng ta. Xin được giới thiệu cô Vũ Thanh Tâm là hiệu trưởng trường trung cơ sở Hoa Lộc. Vâng, và sự hiện diện ngày hôm nay, sự hiện diện của cô Trịnh Thị Hương, hiệu phó trường trung học cơ sở Hoa Lộc ngày hôm nay. Và một lần nữa xin toàn thể quý vị khách quý, quý đại biểu cùng quý thầy cô cũng như tất cả các thành viên của trang hoa hội khóa 1993-1997 sẽ cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, với tất cả những nỗi niềm, những sự xúc động khi trở về ngày hôm nay, trở về với ngôi trường cũ, ngôi trường trung học cơ sở Hoa Lộc, khoảnh khắc này xin được vinh danh và giới thiệu về với trung tâm sân khấu của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là sự hiện diện trở về từ phía anh Nguyễn Cơ Thạch, cựu học sinh khóa học 1993-1997 sẽ cùng trở về với sân khấu và đọc diễn văn kỷ niệm ngày 25 năm ngày trở về. Xin được trân trọng kính mời và quý vị chúng ta dành cho anh Thạch một tràng pháo tay thật lớn nha. Thưa toàn thể các bạn thân mến, trăm năm nước chảy đã mòn, ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa. Hôm nay trong niềm hân hoan phấn khởi của những tháng năm xa cách, cựu học sinh niên khóa 93-97 trường trung học cơ sở Hoa Lộc đề tị về đây trên mảnh đất quê hương yêu dấu mà nơi 25 năm về trước đã trở thành một khởi đầu cho tình thầy trò, một tình bằng hữu sâu sắc, cùng nhau long trọng tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập trường của cựu học sinh trung học cơ sở Hoa Lộc niên khóa 1993-1997. Chúng ta trân trọng và chào mừng sự hiện diện của các thầy cô, nguyên là ban giám hiệu, nguyên là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn khóa 93-97 cùng với các thầy cô trong ban giám hiệu đương nhiệm.
Và đặc biệt là chúng ta nhiệt liệt chào đón gần 100 thành viên cựu học sinh của chúng ta niên khóa 93-97. Trân trọng chào đón những bạn rất nhiệt tình, hăng hái, sinh sống ở xa quê hương với một tinh thần trách nhiệm cao của thành viên đã vượt xa hàng chặng đường hàng ngàn cây số để về dự trong ngày trọng đại này. Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn bè thân mến, nhớ lại ngày nào chúng ta là những cậu bé, cô bé từ các thôn trên mảnh đất quê hương với tâm trạng phấn khởi, háo hức, vừa xen lẫn với những bỡ ngỡ, tay sách, tay túi, ngỡ ngàng bước vào cổng trường, thế mà thấm thoát đã 25 năm trôi qua. Qua 25 năm trở lại thì ta thấy thầy cô cũng mãi đầu bạc nhiều, sức khỏe có phần giảm sút đi, nhưng với tinh thần vẫn hăng say như ngày xưa. Hôm nay chúng em về đây được gặp mặt các thầy cô trong niềm hân hoan hội ngộ, không xúc động sao được khi gặp lại các thầy cô. Trong niềm hân hoan hội ngộ, không xúc động sao được khi gặp lại các thầy cô bạn bè, những kỷ niệm xưa lại ngồi về trong mỗi chúng ta. Chúng em và các thầy cô giáo trang bị cho những kiến thức như một hành trang để bước vào đời, để hôm nay chúng em gặp lại nhau sau bao năm xa cách, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa thân ái. Thầy cô chắp cánh ước mơ, cha mẹ chắp cánh cho đời bay xa, tương lai dây vọng ngày mai đó có được hay không tuổi học trò. Chúng em xin được tri ân các thầy cô giáo, dẫu hoàn cảnh khó khăn, có thiếu thốn bao nhiêu về vật chất, nhưng thầy cô không những truyền cho các em về kiến thức, về kỹ năng sống. Thầy cô cho chúng em một bài học về tinh thần trách nhiệm, một bài học về tình và nghĩa. Sự có mặt đông đủ của các bạn bè hôm nay là một minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, một tình. Nhân dịp này em xin được cầu chúc với thầy cô, toàn thể bạn bè, gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Xin hành cảm ơn. Kính thưa các quý đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, cựu giáo chức, kính thưa ban giám hiệu nhà trường, thưa toàn thể cựu học sinh khóa học 1993-1997 của trường Trung học cơ sở Hoa Lộc. Để hòa vào không khí vui chung của cả nước, hôm nay em về đây có dịp ôn lại những kỷ niệm mà những năm tháng thầy trò đã sống bên nhau. Cho phép tôi thay mặt các thầy cô giáo trong hội cựu giáo chức của trường Trung học cơ sở Hoa Lộc xin gửi tới quý đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em cựu học sinh khóa học 1993-1997 lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em cựu học sinh thân mến, mới ngày nào mà nay đã thấm thoát. Mới ngày nào mà nay đã thấm thoát 25 năm. Các em xa thầy, xa cô, xa mãi trường thân yêu. Trong buổi gặp mặt hôm nay, bản thân tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Như ta đã biết, gia đình là tổ ấm, quê hương là cội nguồn, mái trường là nơi thành đạt. Hôm nay các em về đây để gặp mặt tri ân các thầy cô. Các thầy cô rất cảm động và cảm ơn sự nhiệt tình, trân trọng những tình cảm mà các em đã dành cho thầy cô. Các em đã không quản đường xá xa xôi, công việc bận rộn, đã dành thời gian và ngọc về đây hội tụ dự buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày trở về. Các em cựu học sinh thân mến, mỗi ngày nào các em là những cô, những cậu học trò ngây thơ như những con chim vành khuyên yêu thương nhí nhảy. Đến nay các em đã là những kỹ sư, bác sĩ, những nhà kinh doanh giỏi, những kỹ sư tâm hồn, những cán bộ, những công nhân, những người nông dân giỏi, đã mang những trí tuệ đã học được làm giàu cho quê hương đất nước. Các em thân mến, dù các em ở đâu, ở lĩnh vực nào, trên mọi miền của Tổ quốc, các em vẫn luôn nhớ đến thầy cô, đến mái trường thân yêu đã dạy và nuôi dưỡng các em. Đúng như ta có câu, uống nước nhớ nguồn, đó là một chân lý mà các em đã thực hiện. Dù đi đâu và ở đâu, chúng ta cũng luôn nhớ về cội nguồn. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo,
cùng toàn thể các em học sinh thân mến, tình cảm thầy trò nói sao cho hết vì thời gian có hạn, cho phép tôi dừng tại đây. Một lần nữa xin kính chúc quý đại biểu, kính chúc các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh cựu học sinh khóa học 93-97 lời chúc sức khỏe, đạt thành đạt, gia đình hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, một tràng pháo tay thật lớn dành cho cô Trương Thị Hà của chúng ta. Và sau đây tôi xin kính tặng quý đại biểu, kính tặng các thầy cô giáo và tặng các em học sinh bài thơ Nghề Giáo. Nghề nào cũng lắm gian nan, nghề nào cũng có vinh quang với đời. Nghề nhà giáo đấy em ơi, nhọc nhằn con chữ, cuộc đời thanh cao. Tháng ngày gom những khát khao, nghĩa tình đạt lý gieo vào tuổi thơ. Lặng thầm gieo những ước mơ, gieo mầm trí tuệ đón chờ tương lai. Bảng đen phấn trắng giảng bài cho em cả một ngày mai rạng ngời. Tấm lòng nhà giáo đầy vơi, nghề gieo nhân đức cho đời xưa nay. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, tôn sư trọng đạo nghề này kính yêu. Dòng cô ấm áp sớm chiều, chấp cho đôi cánh mến yêu học trò. Tôi xin hết ạ. Vỗ tay thật lớn một lần nữa đi ạ. Cảm ơn rất nhiều những tình cảm thân thương cũng như những cảm xúc mà được thể hiện ngay tại khuôn viên sân khấu trường trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu của chúng ta ngày hôm nay. Cùng gửi lời tâm sự đến với toàn thể quý vị cũng như tất cả các anh chị trong khóa học 1993-1997. Vâng ạ, cũng theo như lời cô nói và cũng đúng như thế, kính thưa cô ta để quý vị, dù cho các em có đi đâu, các em có làm gì, các em có ở địa vị nào, thì khi trở về các em vẫn mãi luôn là những học sinh thân yêu và bé bỏng ở trong vòng tay của những người thầy, những người cô. Những người thầy, người cô không những là những người truyền đạt kiến thức trên trường học, mà các thầy, các cô chính là những người cha, người mẹ, là những người dạy dỗ cho chúng ta bước vào cuộc đời, bước vào cuộc sống để có sự thành công viên mãn ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng cảm ơn cô rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn của quý anh chị ạ. Và vinh danh bạn Trần Thị Tâm ạ, sẽ cùng trở về với bục giảng của chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng với những nỗi niềm thương yêu mà ấp ủ suốt 25 năm ngày hôm nay sẽ xin phép được gửi tới toàn thể quý vị trong ngày hôm nay. Xin được kính mời các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn thân mến. Em vô cùng vinh dự và xúc động khi đại diện cho tất cả các bạn từ học sinh khóa 1993-1997 phát biểu những cảm nghĩ của mình nhân buổi gặp mặt 25 năm ngày xa trường. Lời đầu tiên cho em gửi đến các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, chúc buổi khóa 25 năm nhân ngày xa trường thành công rực rỡ. Em ơi, em vừa đặt cặp, em vừa đặt. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn, thế mà cũng đã 25 năm trôi qua kể từ ngày chúng em rời xa ngôi trường trung học Hoa Lộc cơ sở, trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu này. Hôm nay từ khắp mọi miền của đất nước chúng em gặp mặt tại đây để kỷ niệm 25 năm ngày xa trường với biết bao xúc động, bâng khuâng khó nói nên lời. Vâng, trên mảnh đất quê hương Hoa Lộc anh hùng một thời học trò để ấp những kỷ niệm 25 năm tốt nghiệp xa trường, về đây ôn lại thân thương một thời, dẫu cho vật đổi xa rời, tình thầy nghĩa bạn suốt đời sáng trong. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, người ta ví người thầy giáo, cô giáo như người lái đò, còn chúng em là những người khách sang sân. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn lặng lẽ miệt mài giữa đôi bờ để đưa bao thế hệ đi ngang dòng tri thức. Và hôm nay, những người khách qua sông đó chính là chúng em đây, đã quay trở về đến bến đò xưa với những người chèo đò lặng lẽ. Vâng, thưa thầy cô, chúng em xin gửi lời tri ân cảm ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường. Các thầy cô đã dìu dắt và nâng cánh ước mơ cho chúng em trong suốt 4 năm chúng em học dưới mái trường trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu. Các bạn học sinh khóa 93-97 thân mến, thế rồi cũng đã 25 năm rồi đấy. Khoảng thời gian chưa phải quá dài, nhưng cũng đủ để chúng ta, những cô cậu học sinh vừa từ những cô cậu học sinh vừa non nớt, vô tư hồn nhiên, vừa học vừa chơi, vừa nghịch ngợm, giờ đã trưởng thành. Tất cả chúng ta
đã có gia đình riêng và nhiều niềm hạnh phúc mới. Nhưng thời gian không thể làm mờ đi những kỷ niệm đẹp của thời học sinh vô tư và hồn nhiên. Mình tin chắc rằng tất cả các bạn khóa học 93/97 trong buổi họp mặt ngày hôm nay, mỗi bạn trở lại ngôi trường đều cảm thấy mình trẻ lại như tuổi ngày xưa lúc còn theo học dưới mái trường thân yêu. Hôm nay gặp mặt 25 năm xa cách, hãy tạm quên bộn bề cuộc sống và cùng nhau ôn lại kiểu họ trường dưới mái trường thân yêu này. Các bạn thân mến, trong giờ phút xúc động này mình có cố gắng nói biết bao nhiêu nữa cũng không thể kể hết được gì thêm. Các bạn hãy trân trọng những giây phút thiêng liêng này nhé, để hàn huyên tâm sự cho vơi những nỗi nhớ sau 2 năm ra trường. Thưa thầy cô, trong cửa bước vào đại học em có rất nhiều con đường, nhưng em đã chọn nghề giáo bởi thời học sinh em luôn ngưỡng mộ thầy cô và ao ước một lần được đứng trên bục giảng dạy học trò. Giờ đây em cũng đã 14 năm trong nghề, em đã thấy được bao nhọc nhằn vất vả của nghề, nhưng em vẫn luôn tự hào về nghề của mình, vẫn luôn luôn tự hào về thầy cô. Và trong buổi lễ rất xúc động này, em xin tặng các thầy các cô, toàn thể các bạn khóa bài thơ "Anh hỏi em vì sao yêu nghề giáo". Anh hỏi em vì sao yêu nghề giáo, em trả lời nghề ấy rất thanh cao. Anh vuốt tóc em bẽn lẽn cúi đầu, yêu em lắm, em sẽ là duy nhất. Nhớ ngày nào mới bước vào trung học, phút ngập ngừng là phút gặp mắt anh. Tóc dài bay trong gió nắng phanh phanh, anh ước mơ mai em là cô giáo. Chưa dám ngỏ chỉ mình anh không nói, em đi rồi tóc vướng cả hồn anh. Rồi hôm ấy vào một chiều nắng dịu, buổi tan trường hai đứa lại gặp nhau. Em ngại ngùng nên vội bước chân mau, anh đánh bộ liền gọi em đứng lại. Em bối rối có chuyện gì anh gọi, anh thẫn thờ chẳng biết nói sao đây. Ngước nhìn trời nhìn lá với cỏ cây, anh khẽ hỏi em chọn nghề gì vậy. Em trả lời nghề giáo được không anh. Lá thì thầm trò chuyện với cây xanh, anh sung sướng nghẹn ngào trong im lặng. Gửi ước mơ bay theo tà áo trắng, giữ nghe em mơ ước tuổi học trò. Cuối cùng, em xin thay mặt toàn thể các bạn học sinh khóa 93/97 trường Trung học cơ sở Hoa Lộc xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ mãi được tình yêu nghề trong trái tim mình, mặc dù rất nhiều thầy cô đã nghỉ hưu rồi. Chúc toàn thể các bạn học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị của chúng ta ngày hôm nay trở về với rất nhiều những nỗi niềm, và các chị cũng đã thành công mỗi người ở một lĩnh vực. Những ngày hôm nay cũng đã hội tụ trở về rất đông đủ và gửi lời tri ân chân thành đến với cả thầy quý thầy cô của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các anh các chị của chúng ta rất nhiều. Và khoảnh khắc này đó chính là sự hiện diện mà chúng tôi mong muốn được nhận trở về với khuôn viên sân khấu, đó chính là sự hiện diện của cô Vũ Thanh Tâm, là hiệu trưởng đương nhiệm của trường Trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu của chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, trước tiên xin được trân trọng kính mời cô trở về với khuôn viên sân khấu và cũng gửi lời cảm ơn cô cũng như toàn thể nhà trường cũng đã cùng hợp tác và đồng hành cùng với trung tâm tổ chức sự kiện Thịnh Thảo Định Tâm cũng như toàn thể quý anh chị khóa học 1993/1997 ngày hôm nay để cho chương trình buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày trở về của anh chị được diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo, nguyên là giáo viên của trường Trung học cơ sở Hoa Lộc qua các thời kỳ. Thưa các anh, các chị, cựu học sinh niên khóa 1993-1997. Trong sắc nắng vàng rực rỡ, khi mọi người có thể cảm nhận được những hạt sương đang răng răng mắc nhẹ nhàng trên vòm lá vào mỗi buổi sáng mai, đó là tín hiệu của mùa thu. Mùa thu, mùa nô nức của ngày tựu trường của học sinh trong cả nước. Và trong những ngày tháng 8 lịch sử này, cả nước chúng ta đã và đang có những hoạt động chào đón 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9
bằng các hoạt động có ý nghĩa. Hôm nay, các anh các chị cựu học sinh của nhà trường niên khóa 1993-1997 đã tổ chức buổi gặp mặt thầy trò với chủ đề 25 năm ngày trở về tại mái trường trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu, mà cách đây 25 năm các anh các chị đã từng gắn bó trong quãng đời học sinh tươi đẹp nhất. Lời đầu tiên, thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo, nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy và các anh chị cựu học sinh của nhà trường niên khóa 93-97 về dự buổi gặp mặt và kỷ niệm 25 năm ngày trở về. Đầy ý nghĩa này, kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Chúc các anh, các chị cựu học sinh của nhà trường mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn hướng về mái trường trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu này. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các anh, các chị, thời gian thấm thoát 25 năm đã trôi qua, một quãng thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ để chúng ta chiêm nghiệm và trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Từ cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào, hôm nay các anh các chị đã trưởng thành, đang công tác và cống hiến trên khắp mọi miền đất nước bằng tất cả sức trẻ của mình trong cái độ tuổi sung sức nhất, tràn đầy nhiệt huyết nhất. Tôi và đồng nghiệp rất cảm động vì hôm nay nhà trường được đón tiếp các anh các chị, những cô cậu học trò cũ đã về thăm lại trường xưa và đã có những hoạt động đầy ý nghĩa. Đây thật sự là một tình cảm vô cùng tốt đẹp, một truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn mà các anh các chị là những người đang từng ngày từng giờ vun đắp và làm cho nó ngày càng trở nên rực rỡ. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các anh các chị, trường trung học cơ sở Hoa Lộc của chúng ta đã trải qua 56 năm xây dựng phát triển, đã có biết bao lứa học trò từ mái trường này ra đi mang theo tri thức và hoài bão để cống hiến cho đất nước, cho quê hương. Trường được xây dựng trên quê hương xã Hoa Lộc giàu truyền thống cách mạng, hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng. Đảng bộ và nhân dân Hoa Lộc luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Học sinh của nhà trường luôn chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện dưới sự dìu dắt dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên trong nhà trường qua các thế hệ. Từ khi thành lập đến nay, trường luôn đạt trường tiên tiến cấp huyện, cấp tỉnh, được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đặc biệt năm 2006, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Trong những năm gần đây, trường trung học cơ sở Hoa Lộc đang từng bước khẳng định chất lượng của mình trên toàn huyện. Nhà trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, trình độ chuyên môn vững vàng, luôn tâm huyết với nghề, hết lòng yêu thương học sinh. Trường có nhiều cán bộ giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp huyện, giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên một cách ổn định và vững chắc. Chất lượng phổ cập giáo dục luôn đạt từ 98 đến 100%. Học sinh lên lớp và tốt nghiệp hàng năm đạt tỷ lệ 100%. Học sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông nhiều năm đạt tỷ lệ 100%. Trường có điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 luôn nằm trong top đầu của toàn huyện. Năm học 2017-18 xếp thứ tư toàn huyện. Năm học 18-19, 19-20, 20-21 đều xếp thứ 9 trên toàn huyện.
chất lượng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh luôn được duy trì trong top đầu của toàn huyện. Năm học 17-18, nhà trường xếp thứ 5. Năm học 16-17, xếp thứ 2. Năm học 19-20, xếp thứ 6. Và năm học 2021-2022, nhà trường xếp thứ 5 trên toàn huyện, được vinh dự tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2013 và được giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đến nay, trường đã và đang hoàn thiện các hạng mục, các tiêu chuẩn để được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 vào cuối tháng 8 năm 2022. Có thể nói năm học 2021-2022, nhà trường có 8 lớp với 223 học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường cùng 17 thầy cô giáo. Và trong năm học 2022-2023 thì nhà trường số lớp vẫn là 8 lớp và sĩ số học sinh là 230 em và đội ngũ các thầy cô giáo vẫn là 17 thầy cô. Mặc dù cơ sở vật chất của địa phương, của nhà trường đã được địa phương hàng năm bổ sung, nâng cấp, sửa chữa, đầu tư rất nhiều về cơ sở vật chất, trường lớp khang trang, an toàn, thầy cô thân thiện với học trò và gắn bó tâm huyết với nhà trường, song nhà trường cũng gặp không ít những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại để đáp ứng với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đặc biệt là cái khó khăn của nhà trường đó là trước những yêu cầu đòi hỏi cao của xã hội, của phụ huynh học sinh về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Nhưng với tinh thần dù khó khăn đến đâu, thầy trò cũng phải cố gắng thi đua, dạy thật tốt, học thật tốt. Đội ngũ giáo viên của nhà trường vẫn luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp mà bao thế hệ thầy và trò đã dày công vun đắp. Các anh, các chị hôm nay có quyền tự hào về mái trường của mình mà đã trải qua 4 năm đèn sách. Tôi mong rằng dù trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, các anh, các chị cũng hãy luôn xứng đáng là những cựu học sinh của trường trung học cơ sở Hoa Lộc. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các anh, các chị cựu học sinh niên khóa 1993-1997, ai đã từng cắp sách đến trường thì không bao giờ quên mái trường xưa của mình. Những tháng ngày dẫu còn gian khổ ấy mãi mãi đã đi vào ký ức, mãi mãi đã trở thành những kỷ niệm tươi đẹp của một thời để nhớ. Để rồi giá có thể thêm một lần ngồi học, thương nhớ này theo suốt đến mai sau. Gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày trở về của cựu học sinh trường trung học cơ sở Hoa Lộc niên khóa 1993-1997 hôm nay là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó không đơn thuần là cuộc tụ họp tình bằng hữu mà còn là dịp để mỗi người cùng quay trở về những ký ức tốt đẹp của một thời học sinh, cùng nhìn lại chặng đường đã qua, để rồi cùng tri ân mái trường, tri ân thầy cô và cùng tâm, cùng nhau quyết tâm giành thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp để góp sức xây dựng quê hương, xây dựng nhà trường giàu đẹp hơn, tô thắm thêm truyền thống hiếu học của nhà trường. Thưa các anh, các chị học sinh thân mến, các thế hệ cựu học sinh đã luôn dành tình cảm sâu sắc cho nhà trường, cho thầy cô và cho các thế hệ học sinh đi sau. Tình cảm của các thầy giáo, cô giáo, tình cảm của các anh, các chị cựu học sinh là sự động viên, là sự khích lệ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường chúng tôi hôm nay tiếp tục vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường đã chọn để cống hiến hết mình cho sự nghiệp chồng người. Đó cũng là nguồn động lực lớn lao để các thế hệ học trò hôm nay tiếp bước cha anh để ra sức rèn đức luyện tài. Ban giám hiệu nhà trường chúng tôi luôn rộng mở cửa trường để đón tiếp các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu, các anh, các chị cựu học sinh về hội lớp, hội khóa tại trường và mong được sự đóng góp về tinh thần và vật chất cho việc xây dựng nhà trường trở nên khang trang hơn, đàng hoàng hơn, rực rỡ hơn.
Và hôm nay thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, cho các thầy giáo, cô giáo, xin chân thành cảm ơn món quà của các anh, các chị niên khóa 1993, 1997, một món quà thực sự ý nghĩa và thiết thực, một món quà đã tạo nên một cái sự trang nghiêm, sự trường tồn đối với nhà trường, đã góp phần thúc đẩy cho sự nghiệp chồng người của nhà trường luôn vươn cao và phát triển. Thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian quý báu của mình về thăm trường xưa, gặp lại những học sinh thân thương thở nào của mình. Cuối cùng, xin thay mặt cho các thầy giáo, cô giáo trường Trung học cơ sở Hoa Lộc, xin được chân thành kính chúc quý thầy cô, các anh, các chị cô học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc cho cuộc hội ngộ của chúng ta hôm nay nó như một chất men say để giúp cho chúng tôi thêm phần phấn chấn, dạo dực say sưa để bước tiếp những chặng đường về phía trước, gặt hái những thành quả mới rực rỡ hơn. Và thầy trò chúng ta hôm nay lại tiếp tục hẹn một ngày tái ngộ trong những lần kỷ niệm sau, có thể 30 năm, 35 năm hoặc lâu hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn, chúc cho buổi hội khóa của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn rất nhiều những tình cảm thân thương trở về từ phía cô hiệu trưởng của nhà trường Trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu của chúng ta ngày hôm nay. Và xin được kính mời cô Tâm ạ sẽ cùng nắn lại trong tập sân khấu. Và khoảnh khắc này kính mời đến với sự hiện diện trở về từ phía cô Trịnh Thị Hương là phó hiệu trưởng nhà trường, sẽ cùng đồng hành trở về với khuôn viên sân khấu. Để khoảnh khắc này, ban tổ chức, ban liên lạc hội khóa 1993-1997 của chúng ta sẽ xin phép được trở về với khuôn viên sân khấu, trao tặng những bó hoa tươi thắm cùng với những món quà ý nghĩa đến với nhà trường. Xin được trân trọng kính mời. Trường Trung học cơ sở Hoa Lộc thương yêu của chúng ta, cũng như những lời chia sẻ, những lời vô cùng tâm huyết từ phía cô hiệu trưởng nhà trường Vũ Thanh Tâm. Trước sự quan tâm, sự tin tưởng của nhà trường, ban tổ chức chúng em xin tiếp thu và ghi nhận những ý kiến quý báu của cô và nhà trường, và xin cam kết sẽ liên tục cố gắng hơn nữa, ngày càng thắt chặt mối quan hệ giữa học sinh và nhà trường, không những cho thế hệ của chúng em mà cho tất cả các thế hệ của mai sau. Quý vị, chúng ta một lần nữa sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thật đông nhiệt để mừng chúc mừng nhé. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa toàn thể các bạn, trong ngày trở về hôm nay chúng em thật sự xúc động được đón tiếp các thầy các cô cùng toàn thể các bạn. Mặc dù công việc rất bận rộn, công việc của gia đình, nhưng các thầy các cô đã quan tâm dành thời gian về dự buổi gặp mặt với chúng em hôm nay. Thay mặt tập thể khóa học 1993-1997 trường Trung học cơ sở Hoa Lộc, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, các cô đã dạy dỗ và luôn theo dõi, ủng hộ chúng em trong suốt chặng đường qua. Xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em tổ chức buổi gặp mặt hôm nay. Cảm ơn các bạn trong khóa đã cùng nhau đóng góp công sức cũng như ủng hộ kinh phí cho ngày trở về của chúng ta thành công tốt đẹp. Đồng thời cảm ơn trung tâm tổ chức sự kiện Lê Thịnh đã góp phần làm nên thành công cho ngày trở về hôm nay. Do thời gian chuẩn bị cho buổi gặp mặt 25 năm kỷ niệm ra trường không có dài, mặc dù ban tổ chức, ban liên lạc đã nỗ lực hết sức mình trong quá trình chuẩn bị, cũng như thời gian tổ chức không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong các thầy cô, các bạn thông cảm.
Cuối cùng, thay mặt cho các cựu học sinh khóa 93, 97 trường trung học cơ sở Hoa Lộc, kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, luôn là tấm gương soi sáng để thế hệ học sinh chúng em noi theo. Chúc trường chúng ta ngày càng trở nên khang trang phát triển. Chúc các bạn có một ngày vui thật ý nghĩa. 20 năm trở về mái trường xưa, hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục được gặp lại nhau với những thành tích mới, niềm vui mới. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây chúng em xin kính tặng các thầy các cô những bó hoa tươi thắm nhất để tri ân sâu sắc những các thầy các cô và mái trường trung học cơ sở Đa Lộc Hào Hoa Lộc. Xin mời các thầy các cô một lời diện đồng hành trở về với khu vực sân khấu. Và những bó hoa tươi thắm đã được sự chuẩn bị vô cùng chu đáo và kỹ lưỡng trở về từ tất cả các anh chị thường niên khóa 1995-1997 ngày hôm nay, cùng mong muốn được dành tặng cho các thầy các cô thay cho những lời tri ân, những lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến với sự hiện diện đủ đầy cũng như công lao dạy dỗ của thầy cô của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay với rất nhiều những tâm tư, với rất nhiều những cảm xúc đang cùng được hiện hữu trở về với mái trường trung học cơ sở Hoa Lộc thân yêu của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay với rất nhiều những câu chuyện thương yêu, những câu chuyện về một thời học sinh áo trắng sân trường mà tất cả các thầy cô cũng như các anh chị của chúng ta vừa được ôn lại. Tuy rằng quãng thời gian đang không dài nhưng cũng đủ để chúng ta lưu lại những khoảnh khắc đáng trân trọng, và đó cũng chính là những tiền đề để cho tất cả chúng ta sẽ có những lần hội khóa, những năm tiếp theo 25 năm rồi thì sẽ có 30 năm, 35 năm, 40 năm. Và vì anh chị chúng ta sẽ cùng dành những bó hoa tươi thắm và tuyệt vời nhất ngày hôm nay gửi lời tri ân đến với quý thầy cô. Xin được trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.